Oh, hey, hello anh em. Tôi đang ngồi chuẩn bị content cho anh em đây. Thế nào? Đối với các anh em đang còn đi học thì kỳ nghỉ hè năm nay sao rồi? Còn tôi thì hè năm nay rõ chán vì không thực sự có quá nhiều tựa game hấp dẫn được ra mắt. Nhưng mà không sao, dù sao thì Cờ Su đã bổ sung chuyên mục chơi game cho anh em. Thực ra thì đây chính là những video mà bọn tôi chơi cùng nhau trước khi làm video, nên là mong anh em sẽ hưởng ứng những video chơi game vui vẻ này nhá, để mà chúng ta đỡ chán ngày hè mà. Trở lại với nội dung chính thì ngày hôm nay tôi sẽ quay lại với Poppy Playtime trong một video phân tích bí mật cuốn sổ tay mà tôi đã từng nhắc đến trong một video hồi trước. Và trong tập này, gác bỏ mối bực tức trước đó với Mob Game, chúng ta hãy cùng xem ở trong cuốn sổ tay này có gì nhé. Let's go. Nhưng trước khi bắt đầu với video thì tôi muốn giới thiệu đến cho các bạn tính năng Revolt PC mới của Revolt. Nếu bạn là người có niềm đam mê với các tựa game đồ họa đẹp hay AAA thì Revolt PC mang đến cho bạn giải pháp chơi game cực mượt mà với cloud gaming. Sử dụng hạ tầng mạng của Việt Nam mang đến cho bạn kết nối luôn ổn định với đa dạng cấu hình mạnh mẽ, FPS ổn định giúp bạn nhanh chóng trải nghiệm được các tựa game mới và hot hit nhất trên thị trường. Revolt PC cũng đã cài sẵn những tựa game nổi bật để các bạn không mất thời gian tải chúng về mà vẫn thoải mái trải nghiệm. Vậy thì chờ đợi gì? Việc chơi game giờ đây đã không còn bị giới hạn ở phần cứng, vậy nên hãy tự do trải nghiệm những tựa game yêu thích của bạn trên Revolt PC ngay thôi. Link mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với video. Vào ngày 7 tháng 5 vừa qua, trên channel YouTube chính thức của Mob Game Entertainment, họ đã cho đăng tải một video về cuốn sổ tay hướng dẫn. Đây chính xác là một ấn phẩm dựa theo game Poppy Playtime, được nhà phát triển bày bán để bổ sung thêm một phần cốt truyện song song với trò chơi gốc. Khi xem qua đoạn quảng cáo ấy, tôi đã phát hiện ra giọng nói của nhân vật hoàn toàn mới. Người này là ai nhỉ? Và vai trò của anh ta là gì? Câu trả lời sẽ có thông qua những trang đầu tiên của cuốn sách. Tại đây, ta biết chủ nhân của cuốn notebook này là một người đàn ông có tên PW. Anh ta mới vào làm tại nhà máy của Playtime cách đây không lâu, và họ đã đưa cho anh ta cuốn sổ tay hướng dẫn, coi như một khóa đào tạo bắt buộc. Từ chi tiết này, ta hiểu cuốn sách mà người mua sở hữu sẽ được coi là phiên bản giới hạn của cuốn sổ tay gốc, mà đó sẽ có những tờ nốt được chính PW thêm vào, để nhằm thể hiện lời bình của anh ta trước những gì mà công ty Playtime đang nói. Điều khó hiểu nằm ở chỗ, tuy bản thân là một nhà sinh vật học, thế nhưng anh ta lại được nhận vào làm công ty đồ chơi. Nếu đặt mình vào góc nhìn của PW thì điều này đúng là lạ thật. Nhưng với tư cách là một người chơi game thì chúng ta đều hiểu rất rõ tại sao lại có sự việc này. Tất cả là do phía công ty Playtime đã âm thầm thực hiện một thí nghiệm độc ác. Ban đầu họ chỉ thử với những con vật bé nhỏ như là chuột, nhưng càng về sau, câu chuyện càng tiết lộ thêm nhiều nạn nhân khác là con người đã bị đem ra làm đối tượng nghiên cứu. Thứ này không còn gì khác ngoài dự án BBI, với tên tiếng Việt là sáng kiến cơ thể khổng lồ, được thực hiện trên đối tượng là những đứa trẻ vô tội. Từ đây, chúng đã bị biến thành những con quái vật kinh dị mà ta từng gặp trong suốt quá trình chơi, như là Mommy Longlegs hay là Catnap chẳng hạn. Và PW, với tư cách là một nhà khoa học, nhà sinh vật học, thì việc anh ta được tuyển thẳng vào đây rõ ràng là để phục vụ các thí nghiệm ấy, đúng không? Quay trở lại với cuốn sách, ở 4 trang tiếp theo, nội dung trong đó sẽ là lời chào mừng mà ông Elliot Ludwig dành tặng cho các nhân viên mới đến công ty. Văn phòng của ông Elliot thì vẫn vậy, vẫn là những câu nói truyền cảm hứng mạnh mẽ như là đem niềm vui đến cho những đứa trẻ khắp thế giới hay là công ty tuyệt vời nhất nước Mỹ, bla bla. Điều này cũng không sai, bởi từ khi thành lập vào năm 1930, công ty Playtime đã liên tục gặt hái rất nhiều thành công. Cho tới năm 1980, thời điểm Huggy Huggy được ra mắt, thì minh chứng cho sự ăn nên làm ra của họ lại càng chính xác. Lời giải cho phép màu ấy đến từ việc ban lãnh đạo của công ty luôn tìm thấy được sự đột phá cũng như không ngừng cải tiến những món đồ chơi của họ. Công ty này cho rằng đổi mới mới chính là chìa khóa để phát triển. Thế nhưng bỏ ngoài tai những lời lẽ phô trương ấy, bản thân PW lại bắt đầu thể hiện sự nghi ngờ của mình đối với công ty này. Họ khẳng định rằng chính sách đảm bảo an toàn lao động của mình hiệu quả tuyệt đối, thế nên nếu có tai nạn xảy ra,
đó chắc chắn là do nhân viên chưa đủ cẩn thận. Họ thậm chí còn lắp đặt camera giám sát ở khắp mọi nơi. Và điều này giải thích cho lý do tại sao trong game lại có rất nhiều cuộn băng VHS nằm rải rác. Lý do được đưa ra cho hành động này là vì phía công ty quan tâm tới những gì mà mọi người đang làm. Hiển nhiên thì đây là một lời nói dối. Tất cả chỉ nhằm mục đích giám sát để tránh không cho những nhân viên cấp thấp phát hiện ra bí mật thật sự của công ty mà thôi. Well, điều này được thể hiện rõ ràng hơn ở các trang nội quy, khi mà phía công ty Playtime đề ra một danh sách dài những quy định, chủ yếu là để ngăn cấm mọi người làm những việc không thuộc phận sự của mình. Trong phần tiếp theo của cuốn sách, họ sẽ giới thiệu thêm về những cái tên nòng cốt của công ty. Ở vị trí cao nhất, đó không ai khác ngoài ông Elliot Ludwig, founder của công ty. Kế đến, ta có Leo Pierre, giám đốc phòng đổi mới, người sẽ trực tiếp phê duyệt các ý tưởng sáng tạo cho những món đồ chơi. Vì nắm rõ vai trò quan trọng như vậy, nên sau khi ông Elliot qua đời, thì bản thân Leo Pierre chính là người kế thừa di sản của công ty. Với Stella Graber, cô ấy được ghi nhận là người đứng đầu trong khu vực Playcare, tức trại trẻ mồ côi xuất hiện trong phần 3. Ngoài nhiệm vụ quản lý lũ trẻ, thì Stella còn đảm nhiệm thêm khu vực Game Station trong phần 2, với mục tiêu là theo dõi các bài kiểm tra não bộ của tụi nhóc. Bản thân PW cũng đã xem qua cuộn băng phỏng vấn của Stella, nhân vật đã từng xuất hiện ở chapter 1. Anh ta cho rằng Stella là một người rất kỳ quặc khi mà cô ta cứ liên tục so sánh con người với những cái cây. Well, dẫu vậy thì đây cũng chỉ là một lời nhận xét thoáng qua, bởi PW cho biết anh thậm chí còn chưa được gặp toàn bộ những người đứng đầu công ty. Vẫn còn đó một vài cái tên mà PW cho rằng họ không tồn tại, như là SD Ritterman, giám đốc bộ phận nghiên cứu, người không được mô tả đầy đủ trong phần giới thiệu của công ty, hay là như Harley Sauer, nhân vật chỉ được đồn đoán vì biệt danh là bác sĩ, và tên của ông ta thậm chí còn chưa từng được đề cập trong cuốn sách. Vậy những điều này có nghĩa là gì? Như đã nói, ta đều biết công ty Playtime rất cẩn thận trong việc phân cấp vai trò của từng nhân viên. Nói trắng ra thì nhân viên cấp thấp sẽ không được biết những hoạt động cấp cao hơn. Điều này giải thích cho sự tồn tại của Boxibu, sinh vật chuyên xử lý các nhân viên tò mò nhúng mũi vào bí mật của công ty. Với PW, tuy người này là một nhà sinh vật học và có liên quan trực tiếp tới các thí nghiệm, thế nhưng việc anh ta không hề biết tới phần lớn các nhân viên cấp cao khác đã cho thấy PW cũng chỉ là một nhân viên cấp thấp mà thôi. Một phần khác quan trọng trong cuốn sách cũng cần phải nói tới, đó là về các món đồ chơi. Ban lãnh đạo công ty cho rằng để có thể làm việc ở đây thì các nhân viên phải hiểu về những món đồ chơi, yêu quý chúng và đặc biệt là coi chúng như những người đồng nghiệp. Công bố này có thể coi là một điều nhằm bình thường hóa cho sự hiện diện của những món đồ chơi khổng lồ, để cho những người mới tới như là PW không cảm thấy sợ hãi nếu họ gặp phải chúng. Cuốn sách sau đó còn giới thiệu thêm về những sản phẩm vượt trội của công ty. Một trong số đó trước hết phải kể đến búp bê tương tác Poppy. Từ đây, câu chuyện quay trở về thời điểm năm 1950. Khi ấy, sự ra mắt lần đầu tiên của Poppy đã đánh dấu tên tuổi của Playtime Co. trong lòng người tiêu dùng. Nhờ khả năng lắng nghe, thấu hiểu và biết trò chuyện của mình mà món đồ chơi này đã được săn đón bởi rất nhiều gia đình trên nước Mỹ, với cái giá cũng thuộc vào hàng đồ chơi cao cấp lúc bấy giờ. Có khá nhiều người tò mò về công nghệ mà Playtime đã sử dụng cho món đồ chơi, song thì vẫn không có câu trả lời nào được tiết lộ. Họ lưu ý trong phần hướng dẫn rằng nếu con búp bê được tháo bởi những người không có kinh nghiệm thì nó chắc chắn sẽ hỏng. Và vì lý do ấy nên những bí mật bên trong Poppy vẫn được bảo toàn tới tận ngày hôm nay. Với sự thành công đã đem lại nên Poppy không chỉ được coi là linh vật đời đầu mà nó còn được gọi là di sản của công ty. Thậm chí có một phiên bản Poppy đặc biệt đã được lưu trữ tại khu vực Storage Bay, và nó cũng chính là Poppy mà người chơi đã giải thoát trong chiếc tủ kính. Bản thân PW đã nhận xét rằng nơi này có thiết kế giống hệt với một ngôi nhà ấm cúng tồn tại giữa công ty. Điểm đáng lưu ý là đường đi đến đây có được nối thẳng tới văn phòng của ông Ludwig. Và điều ấy khiến người chơi như chúng ta cảm thấy ngờ vực về việc giả thuyết bên trong Poppy chính là linh hồn của con gái giám đốc Ludwig. Quay trở lại với công ty Playtime, câu chuyện về chuỗi thăng tiến của họ vẫn tiếp tục duy trì trong nhiều năm sau đó. Họ vẫn cho ra mắt thêm nhiều món đồ chơi mới, ví dụ như món này chẳng hạn. Fun fact thú vị mà chắc mọi người cũng biết, đó là Mommy Longlegs không phải là sản phẩm duy nhất thuộc dòng bộ đồ chơi này. Bên cạnh đó còn có Daddy,
cùng với Baby Long Leg, một bộ ba tạo ra gia đình chân dài. Chúng hoàn toàn không phải những sản phẩm chỉ thay đổi diện mạo bên ngoài, mà ngay cả thiết kế bên trong cũng có những khác biệt. Hay như một minh chứng khác là Huggy Hokey, sự ra đời của nó đã tạo lên cú hích thứ hai giúp công ty phát triển vượt bậc. Sự phổ biến của món đồ chơi này không hề thua kém Poppy, đến mức mà người ta còn tạo ra một phiên bản song song là Kissimissi chỉ một năm sau đó. Và tất nhiên, để có được chuỗi thành công dài như vậy, thì ban lãnh đạo của công ty phải đặt ra một khâu kiểm duyệt chất lượng đồ chơi cực kỳ nghiêm ngặt. Trong cuốn sách có đề cập đến một loạt những sản phẩm đã bị từ chối sản xuất. Và ta có thể đề cập qua một vài gương mặt nổi bật như là chú gấu Pop-A-Lot, quả cam Kick Me Paul, bông hoa Daisy và lò nướng Owen, cùng một số sản phẩm không được tiết lộ tạo hình như là Sunny Bundy hay là Thỏ Bất Ngờ. Điều này giải thích cho sự tồn tại của nhà kho trong phần 2, nơi chứa đựng toàn những món đồ chơi đã bị từ chối. Sau cùng thì thời kỳ đỉnh cao qua đi thường sẽ là một vực sâu không đáy. Sai lầm lớn nhất của Playtime Co. là cho ra đời nhóm sinh vật Smiling Critter. Tạo hình của chúng rõ ràng là đã học hỏi theo cái miệng cười tuét tuét của Huggy, với hy vọng sẽ khiến trẻ em có cảm giác thích thú tương tự. Sáng kiến ấy có thể đã thành công nếu như không có sự cố xảy ra với một sinh vật thuộc nhóm đồ chơi này. Đó là mèo cắt nạp. Nhiều bậc phụ huynh ghi nhận con của họ hay mơ thấy ác mộng sau khi sở hữu món đồ chơi này. Và sự thật thì sau đó được xác định là do mùi hương từ bên trong sản phẩm gây nên. Chưa dừng lại ở đó, vụ lùm xùm còn trở nên tệ hại hơn khi mà Playtime cho ra mắt bộ phim hoạt hình của nhóm sinh vật. Và nhiều nhận xét cho rằng Catnap có tạo hình kỳ quặc và việc nó không nói gì chỉ phun ra một loại khí khiến bạn bè của mình chìm vào giấc ngủ là điều dễ khiến cho bọn trẻ con sợ hãi. Sự thất bại không hề lường trước ấy đã khiến cho Playtime chìm vào những ngày tháng thua lỗ đen tối. Và cũng chính điều đó đã dẫn đến một sự kiện quan trọng của game. Dự án sáng kiến cơ thể khổng lồ được Haley Sawyer tạo ra ngay thời điểm công ty khó khăn nhất. Với mong muốn tận dụng sức lao động của đám này để giảm thiểu đi chi phí thuê nhân công. Về phần các thí nghiệm được nêu ra trong cuốn sách như là Mummy, Khủng long Bron hay là 1006 Prototype, hầu hết trong số chúng đều đã được phân tích và làm rõ từ trước, thế nên tôi sẽ không nhắc lại. Tuy nhiên thì trong số này vẫn còn một cái tên khác được tiết lộ, đó là thí nghiệm mã số 1186 Bobby Bearhawk, sinh vật gấu đỏ trong Smiling Critter. Sau thí nghiệm, cơ thể của cô gấu được ghi nhận là liên tục co giật và trí não thì gần như là không phản hồi lại với bất cứ tương tác nào. Mặt khác, hệ thống giọng nói của Bobby cũng được cho là gặp vấn đề và các nhà khoa học sẽ phải tìm ra cách khắc phục nó trước khi mà họ thí nghiệm lên những đối tượng khác. Mà cụ thể ở đây chính là 1188, Catnap. Vậy thì trên lý thuyết, Bobby có thể được coi là một sản phẩm thử nghiệm được các nhà khoa học tạo ra trước Catnap. Và vì lý do ấy nên việc mèo tím tạo ra sau hiển nhiên sẽ có phần hoàn thiện hơn. Xong, vấn đề giọng nói bị mất thì không thể khắc phục được. Nhưng điều đó không phải là thứ gì quá quan trọng, bởi mục đích chính cho việc tạo ra món đồ chơi khổng lồ thuộc nhóm Smiling Critter cốt là để sử dụng chúng cho việc quản lý khu trại trẻ mồ côi Home Sweet Home. Với yêu cầu được đề ra là phải tạo được một sinh vật có khả năng lưu trữ khí gây ngủ, Red Smoke, và Catnap đã làm được điều đó. Trong ghi chép của cuốn sách, loại khí màu đỏ này được mô tả giống với một loại thuốc an thần, giúp trẻ em ngủ sâu, tăng cường trí não và khả năng ghi nhớ. Tuy nhiên thì có một vài trường hợp gặp ác mộng hoặc mộng du, nhưng vì tác dụng nhìn chung là khá tốt, thế nên phía công ty vẫn tiếp tục áp dụng loại khí này. Và khi lũ trẻ được chăm sóc tốt, thì chúng sẽ trở lại thành nguyên liệu hoàn hảo cho những cuộc thí nghiệm mà thôi. Well, đến đây, có thể mọi người sẽ thắc mắc là tại sao những thí nghiệm đáng sợ của Playtime Co. không bị bại lộ đúng không? Thực ra thì mọi thứ vốn đã được họ chuẩn bị rất hoàn hảo. Ở những trang cuối của quyển sách, ta sẽ tìm thấy lịch trình làm việc một năm của PW. Tôi tìm thấy một Easter khá thú vị, tiết lộ về một thí nghiệm mang số hiệu 1467. Cơ mà đây không phải là điều ta cần khai thác. Thứ mà tôi muốn nói tới là dòng đề cập đến việc PW phải làm việc với cảnh sát và phía công ty đã chủ động đút lót tiền cho họ. Mặt khác thì ở một số mục trước đó còn cho thấy những cuộc gặp gỡ của anh ta với luật sư. Hai đỉnh điểm là vào ngày 3 tháng 8 năm 1995. Suýt chút nữa thì PW đã có ý định nghỉ việc vì bất mãn, nhưng ngay sau đó thì được khuyên là hãy tiếp tục đi làm.
Vậy tất cả chuyện này xuất phát từ đâu? Trong cuốn sách, ở một mục nói về thí nghiệm 1188 Carnap, PW đã làm một bản báo cáo chi tiết nói về các sự tắc trách của một nhân viên. Trong quá trình quản thúc đám quái vật, người này đã vô tình để mở cánh cửa phòng giam khiến Carnap trốn ra ngoài. Sự kiện này khiến cho 6 người trong team của PW thiệt mạng và anh cũng tỏ ra rất phẫn nộ vì điều đó. Có thể chính chi tiết này đã dẫn đến một số vụ kiện tụng khiến PW phải nhờ tới luật sư bào chữa như ta đã vừa thấy bên trên. Nhưng sau cùng thì phía công ty vẫn cao tay hơn. Họ đút lọt cho cảnh sát và thuyết phục được PW không nghỉ việc. Qua đó thì bảo toàn những bí mật nội bộ của công ty. Well, đối với nội bộ là như vậy. Thế còn đối với ngoại thì sao? Được biết thì Playtamco đã mở một tour du lịch trong nhà máy cho mọi người vào tham quan. Mục đích của việc làm này là muốn họ minh bạch các hoạt động trước ánh mắt truyền thông. Tuy nhiên, để đảm bảo sự an toàn thì họ sẽ giới hạn các địa điểm tham quan và qua lại. Những nơi này sẽ bao gồm không gian hoạt động tại sảnh chính, cùng nhà máy lắp ráp đồ chơi tự động tại Chapter 1, cộng thêm với khu vực Game Station tại phần 2 mà thôi. Ngoài ra, các nhân viên làm công tác hướng dẫn sẽ không được phép đưa khách tham quan tới những nơi khác, và đặc biệt là không cho phép họ tương tác với lũ trẻ, bởi nếu không, bọn trẻ sẽ có thể làm bại lộ bí mật. Vậy thì ngay từ đầu, mọi thứ đã được công ty Playtime lên kế hoạch rất tỉ mỉ rồi đó chứ. Sau cùng thì mọi người có thể thắc mắc về số phận của PW. Liệu rằng anh ta còn sống hay là đã chết? Vẫn theo tờ lịch trình làm việc, ta thấy nó kết thúc vào ngày 8 tháng 8 năm 1995. Và nếu như anh em đã quên, thì ngày hôm đấy chính là thời điểm của sự kiện diễn ra giờ vui vẻ, nơi mà hầu hết các nhân viên đã bị sát hại bởi đám quái vật. Chỉ còn sót lại một vài nhân viên cấp cao như là Le Pierre còn sống mà thôi. Vậy thì PW chắc chắn cũng đã thiệt mạng rồi chứ nhỉ? Câu trả lời là chưa. Trong một ghi chép của mình, PW đã nhắc tới sự kiện giờ vui vẻ là một vụ tai nạn. Anh ta thậm chí còn biết về việc Le Pierre đã triển khai đội khai thác đặc biệt để nhằm thu hồi các tài sản cũ bị mắc kẹt trong nhà máy. Do đó nên PW chắc chắn vẫn còn sống sau thảm kịch kể trên. Chỉ có điều số phận hiện tại của anh chàng ra sao thì vẫn là một ẩn số. Trên Internet, hiện nay đã có khá nhiều người đồng tình với giả thuyết cho rằng PW là nhân vật chính chúng ta. Tuy nhiên, cá nhân tôi thì vẫn thấy rất nhiều lỗ hổng trong giả thuyết ấy. Còn các bạn thấy chuyện này có đúng hay không? Ok, trên đây có thể coi là tổng hợp những thông tin thú vị nhất trong cuốn sổ tay hướng dẫn của Poppy Playtime. Tuy rằng vẫn còn khá nhiều thứ hay ho trong cuốn sách, thế nên tôi buộc phải chắt lọc nội dung để tránh cho video quá dài. Và nếu như anh em cảm thấy những nội dung này hay, thì đừng quên thả một nút like cũng như xem những video chơi game để ủng hộ Cờ Su trong mùa hè chán hẳn này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Peace!